Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cái phần mềm dành cho thiết bị là Utility Pro của hãng SeaWorld. Thì như chúng ta đã biết, SeaWorld có hai dòng để phục vụ cho việc là đo và kiểm đánh giá hệ thống solar, đó là PV module là dùng để chuyên kiểm tra và đánh giá cho các tấm pin, và thứ hai là Utility Pro 1500V và làm việc với dòng điện đến mức tối đa là 40A, phục vụ cho việc kiểm tra và đánh giá các cái chuỗi gồm các tấm pin ghép lại với nhau. Sau khi chúng ta đã tiến hành đo và có được cái dữ liệu thì cái bước tiếp theo cũng rất là quan trọng, đó là chúng ta phải phân tích và đánh giá xem là liệu rằng cái chuỗi pin của chúng ta hoạt động có tốt hay không, và có dấu hiệu nào để cho chúng ta nhận biết được là các cái chuỗi nó đang có sự cố hoặc là những cái thông số nó không đạt theo cái tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Trước tiên mình xin giới thiệu qua về cái phần mềm này. Thứ nhất là chúng ta sẽ có một cái khu vực, đó là module, có nghĩa là các cái thông số của các cái tấm pin, các cái PV module. Các cái thông số này thì tùy theo các cái hãng sản xuất thì chúng ta sẽ có những cái thông số khác nhau. Ở đây chúng ta sẽ có một cái thư viện gồm có nhiều cái nhà sản xuất khác nhau, và khi chúng ta chọn cái nhà sản xuất phù hợp với cái tấm pin mà chúng ta đang sử dụng thì nó sẽ ra các cái thông số cơ bản của tấm pin đó và của nhà sản xuất đó, ví dụ như là công suất max, điện áp hở mạch, dòng ánh mạch, VMPP, EMPP, các thông số beta, alpha thì nó sẽ hiển thị ra. Tất nhiên mỗi nhà sản xuất thì nó sẽ có một cái thông số khác nhau như vậy. Tiếp theo thì bên dưới đây chúng ta sẽ có các cái chỉ báo. Các cái chỉ báo có nghĩa là khi mà chúng ta đo xong, chúng ta nhập dữ liệu vào phần mềm thì nó sẽ báo chúng ta biết là với cái kết quả đo được theo thông số của nhà sản xuất này thì cái phép thử của chúng ta là fail hay là pass, có nghĩa là đạt hay là không đạt. Thì với các chỉ dấu này thì nó sẽ có một số các cái chi tiết như là không đạt về dòng ánh mạch, không đạt về áp hở mạch, hay là không đạt trên cả hai thông số là áp hở mạch và dòng ánh mạch. Thì chúng ta xin lưu ý rằng là chúng ta phải hình dung là đối với các cái chuỗi pin thì thường người ta chỉ quan tâm tới giá trị là điện áp hở mạch và dòng ánh mạch là hai cái giá trị quan trọng để chúng ta test và đánh giá cái đối với cái chuỗi pin. Còn đối với tấm pin thì chúng ta sẽ bàn trong video sau, thì với tấm pin thì sẽ có nhiều cái thông số hơn để chúng ta quan tâm. Tuy nhiên với chuỗi pin là một cái biện pháp kiểm tra và đánh giá nhanh thì người ta chỉ tập trung vào điện áp hở mạch và cái dòng ánh mạch mà thôi. Ngoài ra thì khi một cái phép đo của một cái chuỗi thì chúng ta sẽ có những cái thông số gì trên máy đo được. Thứ nhất là chúng ta đo được cái điện áp hở mạch DC, cái dòng ánh mạch DC. Đồng thời chúng ta cũng lưu ý rằng là với cái hệ thống năng lượng mặt trời thì chúng ta cần phải quan tâm luôn là cái giá trị quang năng và cái giá trị nhiệt độ tại thời điểm chúng ta đo. Thì chúng ta cũng hình dung là trong cái quá trình mà chúng ta đo đạt thì tất nhiên tại hiện trường thì chúng ta phải đồng bộ hóa cái dữ liệu quang năng và nhiệt độ vào trong cái phép đo. Thì chúng ta hình dung là đây là một cái dữ liệu mà chúng ta thấy khi mà thu về, chúng ta thấy là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái tab là chúng ta nhập dữ liệu. Sau khi chúng ta đo về, chúng ta sẽ có một cái cơ sở dữ liệu, đúng không ạ? Thì nó sẽ được lưu ở trong máy chính của các bạn. Ví dụ ở đây thì chúng ta đã có một cái thư mục nó chứa cái dữ liệu. Ở đây thì là một cái dữ liệu mẫu mà chúng tôi đã tạo sẵn, và chúng ta sẽ tiến hành chúng ta nhập. Sau khi chúng ta nhập cái đường dẫn vào thì chúng ta chỉ cần việc là bấm nút process, bấm nút process thì tự động những cái dữ liệu này nó sẽ được leak ra cái mục này. Mục ở đây chúng ta sẽ có là khá là nhiều cái string, tại vì đây là một cái sample ha, cái sample data mà chúng tôi đã thực hiện tại hiện trường. Thì chúng ta hình dung rằng là như nãy chúng ta đã nói, thì trước khi chúng ta đánh giá thì chúng ta phải chọn vào đây là cái thư viện của cái chuỗi pin. Ví dụ hiện nay chúng ta có khá là nhiều cái nhà cung cấp pin. Chúng ta thử kiếm một số hàng hay dùng ở Việt Nam, ví dụ như là Jinko Solar, và chúng ta chỉ việc là chọn cái modem ha phù hợp với chúng ta đang chọn. Ví dụ như ở đây nó sẽ có là Jinko Solar, chúng ta sẽ chọn là JKM275M chẳng hạn, đúng không ạ? Thì khi chúng ta chọn vào thì nó sẽ hiển thị ra các cái thông số của nhà cung cấp Jinko, đúng không ạ? Và đồng thời cái chỉ dấu của cái phép đo nó cũng thể hiện cho chúng ta luôn là cái phép đo chúng ta là pass hay là fail, đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhìn thấy cái góc bên này để chúng ta biết được
và đồng thời nó chỉ ra luôn là cái phép đo này nó không đạt là cái gì, không đạt là do dòng ánh mạch hay không đạt do điện áp ở mạch chẳng hạn như vậy. Thì những phép đo nào đạt nó sẽ báo là màu xanh, cái nào không đạt thì nó sẽ báo là màu đỏ. Nhưng thầy ở đây bây giờ chúng ta sẽ thử chọn một số cái hãng khác, ví dụ như là ví dụ con khả đây đúng không ạ, thì nó sẽ hiển thị ra các cái thông số chúng ta. Thì khi mà chúng ta nói đến một cái kết quả của phép đo dòng điện hay điện áp của cái tấm pin hay là chuỗi pin thì chúng ta phải luôn đi kèm với cái giá trị là IR radiant, tức là cái quang năng kèm theo như thấy ở đây. Thì như vậy đối với cái phần mềm này nó cũng khá là thuận tiện cho chúng ta trong việc chúng ta đánh giá cái trạng thái hoạt động của cái chuỗi chúng ta, là chúng ta sẽ biết được là cái trạng thái làm việc của hệ thống tương đương với cái mức quang năng hiện tại thì nó là như thế nào, nó có đạt hay là không đạt đúng không ạ. Ví dụ bây giờ chúng ta có một cái chuỗi hay là một cái tấm pin mà nó không nằm trong cái thư viện này đúng không ạ, nó không nằm trong thư viện này thì chúng ta làm như thế nào, chúng ta import nó vào. Thì chúng ta thấy ở bên này có một cái thẻ gọi là Modul Database, có nghĩa là cái nơi cho phép chúng ta nhập các cái dữ liệu đúng không ạ, của các cái tấm pin của các nhà sản xuất pin khác nhau. Thì trong dữ liệu này chúng ta sẽ có những cái giá trị gì, chúng ta sẽ có nhập giá trị dòng ánh mạch, điện áp hở mạch, EMPP, VMPP, hệ số alpha, hệ số beta và hệ số Pmax, tức là công suất cực đại của tấm pin. Ví dụ bây giờ tôi muốn nhập một cái tấm pin của một cái hãng nào đó thì tôi chỉ việc là tôi thêm vào đây và tôi insert và tôi nhập cái modal của tấm pin vào đây đúng không ạ, tôi nhập cái thông số của nhà sản xuất vào đây đúng không ạ, tôi chỉ việc tôi thêm vào ở đây rất là đơn giản đúng không ạ, và sau đó tôi nhấn nút save thì cái thông số này nó sẽ được nó lưu lại vào trong cái database và chúng ta có thể tìm thấy nó ở trong cái mục module này đúng không ạ. Với phần mềm này thì nó cũng khá là đơn giản như vậy. Ngoài ra thì mình cũng xin giới thiệu luôn một số cái mà lưu ý rằng là khi mà chúng ta làm việc với một cái chuỗi pin thì chúng ta lưu ý rằng nó luôn có những cái yếu tố mà tác động tới cái hiệu suất của cái hệ thống pin, đó là những yếu tố như là bụi. Một trong những yếu tố rất là quan trọng đó là cái hiện tượng soiling, tức là nó bám bụi bám bẩn ở trên cái bề mặt của tấm pin, thì cái điều đó nó cũng ảnh hưởng tới cái hiệu suất hoặc là ảnh hưởng tới cái điện áp dòng ánh mạch của cái hệ thống hay là của cái chuỗi pin có thể tạo ra. Thì để đánh giá được cái hệ số đó thì cái phần mềm của Sivos nó cũng cho phép chúng ta là ghi nhận tương đối cái giá trị tác động nó là bao nhiêu phần trăm. Chúng ta có thể thay đổi nó ở đây ha, trong cái mục là offset. Đây là một số cái mà mình có thể thêm vào để nó tăng cái tính xác thực so với cái điều kiện thực tế mà chúng ta đang làm. Thì đây là một số cái mà mình giới thiệu về cái phần mềm này của hãng Seaworth. Nó giúp chúng ta có thể là đánh giá nhanh cái kết quả chúng ta thu được, đồng thời có thể thêm các cái dữ liệu của các cái hãng pin khác nhau và lưu vào trong cái database này. Xin cảm ơn các bạn.